Tiếp nối chương trình trên kênh Tâm thức Việt (TTV), anh chị kính mời quý vị theo dõi bài viết của tác giả Mặc Lâm, biên tập viên Đài Á Châu tự do. Ai ra lệnh không được nổ súng trong trận giặc mà? Mỗi năm vào ngày 14 tháng 3. Hình ảnh cuộc tàn sát 64 bộ đội công binh và hải quân quân đội nhân dân Việt Nam lại ám ảnh gia đình họ và người có quan tâm. Những cái chết này là một sự kiện lịch sử cần phải làm rõ. Ai là thủ phạm trực tiếp trói tay bộ đội bằng chính sách kiềm chế trước đội quân hung hãn Trung Quốc? Lệnh không được nổ súng. Từ đầu năm 1988, Trung Quốc đã có những hành động lấn chiếm các đảo đá thuộc quần đảo Trường Sa bằng cách đưa hai chiến hạm thị uy chung quanh khu vực Trước hành động khiêu khích công khai ấy, Việt Nam đã khởi động chiến dịch có tên là Chủ quyền 88, viết tắt là CQ88, bằng cách gửi bộ đội công binh mang vật liệu xây dựng tới nhóm đảo Colin, Landau và Gatma để xây dựng các cơ sở tại đây nhằm khẳng định sự có mặt của Việt Nam trên nhóm đảo quan trọng này. Tuy biết trước sự hiếu chiến và quyết tâm chiếm đảo của Trung Quốc, nhưng Bộ đội Công binh Việt Nam lại không được trang bị vũ khí và quan trọng hơn nữa, họ được lệnh là không được bắn trả lính Trung Quốc. Chỉ một vài bộ đội trên tàu mang vũ khí cá nhân và nhóm bộ đội tiến vào cắm cờ trên đảo Gạt Ma đã tay không đối diện với giặc. Anh Nguyễn Văn Thống, một người sống sót trong khi tiến vào Gạt Ma, xác nhận với Đài Á Châu Tự Do lệnh không được nổ súng này. Bên mình, lúc ra đi là quán triệt, không được nổ súng, bất kỳ giá nào cũng không được nổ súng. Thượng tá Hoàng Hoang, chỉ huy phó chính trị Trung đoàn Công binh 83 kể lại với báo chí cái chết của Trung úy Trần Văn Phương, người đầu tiên ôm cờ, chịu bị lính Trung Quốc bắn chết trước mặt đồng đội. Thượng tá Hoàng xác nhận đây là hành động kiềm chế trước sự hung hãng của lính Trung Quốc. Sau một thời gian giằng co nhau quyết liệt và xảy ra việc Phương bị thương và sau đó chết tại đảo, và Lanh thì bị thương nằm gục xuống rồi thì anh em cùng với nhau đối với bọn Trung Quốc đó cuối cùng thì bọn nó nhanh chóng rút lui ra nhưng mà nó có cái chuyện tức là nó nổ súng trước còn ta thì có thái độ kiềm chế chủ yếu là mềm dẻo để giải quyết đúng đắn khẳng định rõ chủ quyền Việt Nam tôi đã ở đây rồi thế nhưng phía Trung Quốc vẫn cứ nổ súng vào cán bộ chiến sĩ của xây dựng và đi giữ đạo. Câu chuyện của 27 năm về trước vẫn nằm im trong những trang sử của quân đội nhân dân Việt Nam. Lời kể của những bộ đội công binh không đủ sức thuyết phục dư luận cho đến khi chính một vị tướng chính thức lên tiếng về việc này. Ông là Thiếu tướng Lê Mã Lương, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, từng giữ chức giám đốc bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam, nói trước cuộc tọa đàm kỷ niệm cuộc chiến Gạc Ma do Trung tâm Minh Triết tổ chức vào năm ngoái. Tướng Lê Mã Lương cho biết, nó có một câu chuyện như thế này có đồng chí lãnh đạo cấp cao ra lệnh, bộ đội ta không được nổ súng nếu như đánh chiếm cái đảo Gạc Ma hay bất kỳ đảo nào ở Trường Sa. Không được nổ súng. Và sau này, nó có một câu chuyện và nó đã được ghi vào tài liệu mà ta đã rõ rồi là khi trong một cuộc họp của Bộ Chính trị, đồng chí Nguyễn Cơ Thạch đập bàn và nói là ai ra lệnh cho bộ đội không được nổ súng. Những người lính hy sinh đầu tiên ấy cộng thêm con số bộ đội bị quân Trung Quốc sát hại nâng lên 64 người là một vết thương lớn cho người lính bất cứ quân đội nào khi họ không được cầm súng chống lại quân thù. Tướng Lê Mã Lương chia sẻ: Trong lịch sử của Hải quân nhân dân Việt Nam chưa có trận nào mà hải quân ta chỉ có mấy phút thôi chúng ta chết hơn nửa đại đội. Không có chuyện lịch sử hải quân, lịch sử của các đơn vị chiến đấu bộ binh chỉ trong mấy phút mà tiêu như thế. Trừ bom nó bỏ trúng đội hình đang hành quân hoặc là nó thả trúng đội hình đang đóng quân. Còn trong đánh nhau, á, ta cũng trong thế chủ động thì không có chuyện đó. Cho nên đó là cái nỗi đau mà nỗi đau này nó âm ỉ và nó sẽ đi với người lính cho tới khi kết thúc sứ mệnh trên cái đất này. Tiến sĩ Nguyễn Văn Khải, người tham dự buổi hội thảo cho biết nhận xét của ông về việc tướng lương công khai điều mà Bộ Quốc phòng Quân đội Nhân dân Việt Nam giấu kín sau sự cố gạt mà. Cái câu đó của Lê Mã Lương đó là hoàn toàn đúng, bởi vì những năm 80 tôi là uh, tiến sĩ thiếu tá và anh họ là Lê Ngọc Hiền là Thứ trưởng Quốc phòng, Lê Trọng Tấn là Tổng tham mưu trưởng quân đội, cho nên những chuyện này chúng tôi biết cả. Vai trò của Bộ trưởng Quốc phòng Lê Đức Anh Ông Nguyễn Khắc Mai, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Văn hóa Minh Triết, cho biết vai trò của ông Lê Đức Anh lúc ấy là Bộ trưởng Quốc phòng, người được xem là đã ra lệnh cho bộ đội không được nổ súng. Ngài Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hồi bây giờ là ngài Lê Đức Anh đã ra cái lệnh như vậy mà anh Lê Mã Lương đã tường thuật trong hội thảo tưởng niệm gạt ma của chính trung tâm minh triết tổ chức ở khách sạn công đoàn năm ngoái. Chứ bây giờ ta phải công khai cái này. Một bộ trưởng quốc phòng thấy giặc nó xâm lớn bờ cõi của mình mà ra lệnh không được chống lại, đứng im như thế cuốn cờ lên người mình để cho nó nã súng nó bắn. Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, một nhà ngoại giao kỳ cựu am hiểu sâu sắc vấn đề Trung Quốc, đánh giá quyết định không nổ súng của Bộ trưởng Quốc phòng Lê Đức Anh như sau. Tôi cho rằng lúc bây giờ ông Lê Đức Anh được đưa lên làm Bộ trưởng Quốc phòng mà làm cái việc như thế là một việc phản quốc. Ra lệnh không được bắn lại để cho Trung Quốc nó giết chiến sĩ của mình như là bia sống thì tôi cho đó là một hành động phản quốc, phản quốc và phản quốc. Ông Lê Đức Anh là cai đồn điền cao su của một người tình báo của Pháp, chứ ông ta không phải tham gia cách mạng lâu dài gì đâu. Chẳng qua ông ấy khai mang lý lịch, rồi thì được lòng ông Lê Đức Thọ. Ông Lê Đức Thọ cứ đưa ông ấy lên vù vù rồi trở thành bộ trưởng quốc phòng. Sau này thành chủ tịch nước. Cái điều đó, những người biết chuyện như tôi lấy làm đau lòng lắm và cho là một nỗi nhục của đất nước. Sau khi bị tàn sát, thi thể của những người lính tay không súng ống ấy không phải đều được về nhà, mà một số rất lớn đã trôi dạt khắp vùng biển quê hương bởi Bộ Quốc phòng Việt Nam không có một cố gắng nào để mang họ về đất liền như tất cả mọi quân đội khác trên thế giới phải làm. Ông Nguyễn Khắc Mai nhận xét, cho đến hôm nay, 64 người anh hùng liệt sĩ ở Gạc Ma đấy, nhiều người xác vẫn còn nằm dưới biển và cái ông nông đức mạnh nguyên tổng bí thư lại trả lời rằng thôi cứ để yên như thế đáng lẽ anh phải can thiệp với chữ thập đỏ quốc tế để tìm cách vớt và đưa thân xác của các liệt sĩ ấy về quê mẹ thì anh lại để im bởi vì anh sợ cái thằng tàu mà chạm nó đến tàu đó thì anh run lên vì anh bị cầm tù rồi tại sao cứ im lặng chỉ cho mấy cái anh cấp người phát ngôn Bộ Ngoại giao nói tới nói lui một điệp khúc nhàm chán vô cùng và bọn Trung Quốc thì nó không thèm đếm xỉa gì tới. Nó coi đấy là cái chuyện tào lao thì đấy là cái đau, đấy là cái nhục về gạt mà. Ngày 14 tháng 3 mỗi năm không những là ngày dỗ chung của 64 gia đình liệt sĩ, nhưng còn là ngày mà lịch sử Việt Nam sẽ phải làm rõ ai là thủ phạm chính trong cuộc tàn sát này. Mặc dù nó được phóng lớn lên thành cuộc chiến gạt ma, nhưng người trong cuộc thì biết rõ đó là một cuộc chiến mà bên bị hại không được nổ súng. Thật là đau lòng thầy. Anh chị cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của kênh Tâm Thức Việt TTV. Xin hẹn gặp lại quý vị trong những lần phát hình sau